Xin chào tất cả các bạn. Ai mà làm nghệ thuật ấy thì cũng đều phải hy sinh. Và hôm nay thì Khoa cũng sẽ hy sinh. Hy sinh cái gì? Hy sinh mái tóc của Khoa. Mái tóc của Khoa. Mái tóc của Khoa. Bởi vì ngày mai là Khoa sẽ vào vai Thích Tu, là một anh thầy tu, phải nói gì ta, dùng rất nhiều từ để diễn tả với anh thầy tu này thì chỉ có ra rạp quay phim thì mọi người mới cảm nhận được anh thầy tu là như thế nào. Và sau đây thì sẽ là màn xuống tóc, cũng không áp lực gì bởi vì là người ta đẹp thì người ta xuống tóc thì xấu, còn mình xấu sẵn rồi. Trời ơi, ôi dồi, mấy tóc của anh trời ơi. Để này mai đi quay được không ta? Làm liền cái đường thẳng trước đi. Trời ơi, không sao hết, hy sinh vì nghệ thuật mà. Miễn làm sao có một cái tạo hình mới lạ. Hình như mỗi một lần mày ủi một tăng đơ là anh bớt đẹp đi nhau mà. Và sau gần 30 phút thì cái đầu của Khoa cũng đã xuống tóc, đã xong rồi. Thì như hồi nãy nói mọi người là sẽ cho mọi người coi, thì sau đây sẽ cho mọi người coi nha. Ôi trời ơi, nhìn như thầy tu chưa nào. Đó, thoáng mát lắm mọi người à. Đã xấu này còn xấu hơn. Hành trình cạo đầu gian nan quá mọi người à. Như hôm qua đã quay clip cạo trên Sài Gòn, mà bây giờ xuống đoàn phim đạo diễn chưa có chấp nhận, nói nó vẫn còn xanh quá. Cho nên là bữa nay phải ra tới đây tiệm mình, tiệm gì nhỉ? Tiệm Biren. Biren hả? Dạ. Tiệm tóc Biren ở dưới Vũng Tàu, để bây giờ cạo cho nó trắng luôn, dùng dao lam trắng luôn, nhìn giống đầu như giống như là bôi bôi. Nhìn không khác gì cạo đầu bôi bôi luôn đó. Cạo cạo luôn lông mày luôn. Không mày. Hành trình cạo đầu gian lam lắm mọi người ạ. Cạo từ Sài Gòn xuống tới Vũng Tàu, bây giờ nó sẽ trắng luôn. Chỉ có ta mặt đen cái da đầu trắng kìa. Hai tay anh ôm xương dòng rất đau. Rồi mọi người nhớ ủng hộ Thích Tu nha.